Hello anh em, hôm nay mình có chuyến đi du lịch Kim Đá Banh tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyến du đấu này mình đi cùng với 4 anh em lão tướng bản sĩ K34 và dàn cầu thủ trẻ siêu xịn mịn, lính của anh sĩ. Một trận đấu dưới cơn mưa tầm tã diễn ra suốt 2 hiệp. Không những vậy, cuối trận trời mưa nắng đẹp quá trời đẹp. Và trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào? Mời cả nhà cùng xem hết nhé. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em. Và bây giờ là 6 giờ 30 sáng, mình đang có mặt tại sân bóng K34 của anh Sĩ. Chạy chốt đồ. Đi du đấu nha bạn. Đúng Bình Châu Hồ Cốc nha. Trời ơi. Lâu lắm rồi mới đá với Thi quân đội nha. Bình Châu Hồ Cốc đúng không? À Bình Châu. Ủa nó gần Hồ Tràm không? Hồ Tràm luôn. Hôm nay kèo là đi sao vậy anh Sĩ? Thì mình đi trước tiên là đi tắm biển, sau đó chiều nay mình đá giao hữu với cái đội nó mới vừa vô địch ở dưới đó nữa. Dạ, FC mình là mấy anh em như thế nào với anh Sĩ chứ? À, FC thì là có 4 anh em cụ năng khiếu của Nhận, lứa 7-7-8. Là 40 mấy tuổi rồi? 42-45 á. 45 tuổi rồi? Quá ghê, quá ghê. Rồi thôi, lên đường anh em ơi, lên xe. Bây giờ mình đang có mặt tại bãi biển Hồ Cốc, cũng gần Hồ Tràm luôn. Trong kia thì có bán hải sản nha anh em, mua ra đây ăn luôn cũng được. Ở đây tận hưởng gió biển Hồ Cốc Long Hải một tí, chiều sẽ đi đá banh. Toàn chưa nữa, lâu rồi mới ra biển. Quê vợ mình cũng ở biển Tuy Hòa, mà ở quê vợ như này rất ít ra biển ở quê vợ. Đây là một sân năm nè, rồi coi như hai sân năm đi, có một cái khe giữa và ghép thành một sân bảy. Khung thành cũng không to lắm, xung quanh là nhà dân luôn, chó sủa ầm ầm. Rồi anh Sĩ soạn đồ cho anh em. Em số mấy cũng được nha. Đây có 16 ha. Rồi lấy 16. Mang vớ ống như thế này để đồng bộ với áo thi đấu cho đẹp nè, chuyên nghiệp nữa. Thực ra thì đá giao hữu cũng không cần, chỉ khi nào đi đá giải mới bắt buộc xài kèm RT thôi. Chuyến này đi mình sử dụng đôi Vapor 14 Pro TF. Mẫu này bây giờ siêu hiếm, ở nhà mình còn hai đôi nữa, một đôi màu xanh dương, một đôi màu đỏ cam. Giày ngon hợp chân nên mua nhiều nhiều mang cho đã. À quên, ai quan tâm cái vớ giống như mình thì link có sẵn trong phần mô tả. Ok, đội bạn đã đến đông đủ, chuẩn bị đá thôi. Làm kiểu ảnh cái rồi chiến nè. Quân đội mình một nửa là các cầu lão tướng bản sĩ, một nửa là trẻ K34. Sĩ đứng giữa, sĩ đứng giữa. Đội bạn mặc áo vàng xanh là người địa phương xung quanh khu Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu này. Quanh tất chuyển cánh. Giữ lại đây, đưa anh. Quan sát tiền đạo và tung đường chuyền dài. Đường chuyền cột 2. Chứ mạnh nè, chứ mạnh nè. Ây da, thảy hơi nhẹ rồi. Thảy mạnh ra trước mặt thì đâu có bị bắt bài. Thua một trái luôn. Đường chuyền của anh sĩ K34. Tô em. Hay quá. Không biết là pha đổ bóng lỗi hay là dứt điểm kỹ thuật nữa, nhưng cứ vào là ok rồi. Ây da, chết tôi, mất 30k. Thêm thủ môn 30k nữa là 60k. Về được Lâm. Đây. Giữ bóng mà quan sát.
nhét cho anh Lâm. Ồ, một chạm ngay từ đầu thì ngon rồi. Lâm. Dứt điểm góc hẹp. Vô lưới sau khung thành. Inside touch bằng chân trái. Nhét giữa cho đồng đội đang trống nè. Liên tục là những tình huống xử lý kỹ thuật. Cú đá cuối cùng thì hơi nhẹ. Bắt bài đường trả về tiếng 2. Ok, ba con về. Lâm. Rồi, thè. Bay. Kiểm soát bóng bằng gầm. Ô là là, giật góc mạnh xíu là có siêu phẩm kiến tạo rồi. Thôi em. Trái nữa đạt. Nhét cho đồng đội chỗ này đang trống nè. Dứt điểm chân trái. Cái nữa. Trời ơi, chung cuộc. Trời ơi, về sân được. Ôi ơi, đây. Khứa lòng một chạm luôn. Thêm một cú đá nữa. Chạy ngang sân, chạy ngang. Keeper lấy. Rồi, thấy chứ mà. Bỏ bóng quay lên. Đưa bóng về hành lang cánh phải, nơi đồng đội đang lướt lên rất nhanh. Cột 2. Trời ơi, Lâm ơi. Rồi, tự chơi. Kệ Lâm ơi. Cột 2 mấy cái bây giờ mấy anh? Rồi. Sút chơi banh kiểu này thì thủ môn bó tay rồi. KB ơi. Giờ bắt đầu mưa lớn rồi anh em ơi. Bạn bật một chạm hay quá. Xung quanh bí hết, dứt luôn chứ còn chờ gì nữa. Tóc đèn ơi. Che được quay về, ép họ quay lên. Thu hồi bóng thành công. Sấy. Lưu tìm có liên tiếp 5 bàn thắng. Bây giờ là 6-2 rồi anh em ơi. Lập. Đây. Trời ơi, chim bên là. Hay quá em ơi, dứt điểm. Ôi. Bây giờ là 6-3. Kết thúc hiệp 1. Đội mình đang dẫn 3 trái. Trời mưa tầm tã. Hiệp 2 bắt đầu, hết mưa rồi anh em ơi. Hay quá anh ơi. Pha kê lòng quá xịn mịn. Hay quá. Tiếp tục gạt 4 trái. Trời. Nguy hiểm quá. Dứt điểm. Không vào. Tiếp tục là đường nhét giữa. Trời ơi. Hơi nhẹ. Rồi lấy đường theo anh ơi. Hay. Thấp xuống xíu là ngay góc A rồi. Đi luôn. Về đi. Trời, khéo vậy. Fast shot hay quá. Dứt điểm chân trái. KB ơi. Chest touch một cái rồi quan sát. Sau lưng bị áp sát. Trả về là hợp lý. Đẹp. Đi được. Đây đấy.
Keeper. Khóa được, khóa được. Dập biên. Hay quá. Trời ơi, không ai lên. Giật gót hay quá. Đồng đội bên trong đang chống. Một chạm luôn chứ còn chờ gì nữa. Dứt điểm, không vào. Up goal. Ê, 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 biên được, biên luôn. Thế anh. Tôi đưa anh. Tôi đưa anh. Ê chà, đồng đội không lướt lên nên không được liền. Chọt cái khe này nè. Tốt khoa. Ngồi luôn. Rồi xong, bây giờ thì trời tiếp tục mưa. Ok, che biên thành công. Ăn sơn, sơn sơn sơn. Ê. Có vẻ là bây giờ mưa nặng hạn còn hơn cả hiệp 1. Sơn. Tính nhét cái hán nhưng không thành công. Hey. Đường truyền Bana, Bana, 30k. Ok, tôi. Quan tất. Dani, nuôi Dani. Đây, 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 đây. Ê chà, quay về thì hay hơn. Đưa đồng đội vô thấy khó luôn. Có, có, có. Rồi, về luôn Pha ơi. Chạy giữa. Top goal. Cắt. Tốt Pha. Nguy hiểm quá. Phá bóng nè. Ôi. Bây. Ôi là là, mưa nắng luôn nha. Cú dứt điểm từ rất xa. Tốt em. Cầu số 11, sút chơi bành quá tốt luôn. Hay quá Lâm ơi. Về được, về luôn Lâm. Ơi. Hung Thành đã bỏ trống. Lớp banh qua đầu. Trời ơi. Hậu vệ đã kịp lui về cản phá. Đang trái luôn, hơi nhẹ. Hứa lòng vô khung thành. Chưa đủ khó để hạ gục thủ môn. Quậy ra đấy, giữ vậy vô. Bước qua bác sĩ, bước qua bác sĩ, bước qua bác sĩ. Vẫn còn không. Đeo camera nên dùng đỉnh đầu cụm banh. Mưa tầm tã luôn anh em ơi. Rồi kết thúc trận banh. Mưa tầm tã. Vớ được trái banh này, freestyle trên bãi nước luôn. Bãi nước nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, TVK. Layman around the world. Futsal, the phonics. AK 3000. Ô là là, giveaway đây, giveaway đây. Anh em có thích đá bóng dưới mưa hay không và tại sao? Một voucher giảm giá 500k tại Thanh Hùng Futsal sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất. Thanh Hùng Futsal, giày đá bóng chính hãng. Chi nhánh 1, 48 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2, 32A Thạch Thị Thanh, Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3, 27 đường D52, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
sau khi đá xong, giờ cả đoàn sẽ đi xuống biển. Ô la la, biển ở đằng xa. Có cách nào ra ở đó không ta? Giờ thèm ăn ghẹ thôi. Có hai cái lều trên kia luôn kìa. Theo mình thấy đây là gần cồn cảng Bình Châu, gần bãi biển Bình Châu, cao hơn xíu. Ok. View khá là chiều. Hay là cho ở lại ngủ lại được luôn. Mở ra luôn anh. Nãy giờ chưa tham quan. Có nệm nữa. Quá ghê, quá ghê. Ôi, ngủ được 4 người đâu. Có bình ắc quy, đèn, sạc điện, sạc pin các kiểu. Bây giờ đã bước trên những mỏm đá khá khó bước. Ở quê mình có cái gành đá đĩa, bước dễ hơn. Đá đây khó bước, dễ té. Bây giờ ra ngoài kia ha. Chỗ này mấy cô giáo chú rể hay ra giúp mình cưới thôi. Đã chưa anh em ơi, trời ơi, ngay buổi trời chiều nữa mà tiếc là mây che hết rồi. Wow. Có chiếc bè đi trên mặt sóng. Cột này chắc là cột đèn. Tối tàu bè có thể né. Wow. Ra đến tận đây rồi nha anh em. Anh em thấy chỗ mình đang đứng không? Đã chưa anh em? Thôi đi vô, đi vô ăn hải sản. Ok, hành trình đeo bóng tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là kết thúc. Như thường lệ, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, chào gặp lại. Bye bye. Nhớ comment tham gia giveaway nha.